Này thiện hiện, pháp không nội bản tánh không, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết không tánh bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, thánh đế khổ bản tánh không, thánh đế tập diệt đạo bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết thánh đế bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, tám giải thoát bản tánh không, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết giải thoát thắng xứ các định biến xứ bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni bản tánh không, tất cả pháp môn Tam Ma Địa bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, bậc cực hỷ của Bồ Tát bản tánh không, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân của Bồ Tát bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các địa Bồ Tát bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, năm loại mắt bản tánh không, sáu phép thần thông bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các loại mắt thần thông bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, 10 lực Phật bản tánh không, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các lực đều không sợ, sự hiểu biết thông suốt, pháp bất cộng bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, đại từ bản tánh không, đại bi đại hỷ đại xả bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các đại vô lượng bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế.